Kính thưa quý khách, đoàn tàu mang số hiệu SE21 đang chờ đợi khách về đến ga Diêu Trì. Quý khách có vé xuống ga Diêu Trì kiểm tra lại hành lý tư trang của mình để xuống tàu, tránh nhầm lẫn hoặc đổi lại trên toa. Theo quy định, đoàn tàu SE21 về đến ga Diêu Trì đổi lại 15 phút để làm tác nghiệp kỹ thuật và làm tác nghiệp đón tiếp khách. Nếu quý khách không có việc gì cần thiết không nên xuống tàu, đi đâu sai tránh nhỡ tàu cho quý khách. Tổ tiếp viên tàu sẽ mở cửa phía tay trái theo hướng đoàn tàu chạy tới đưa khách xuống tàu ra ga. Xin cảm ơn quý khách.